Ok, thank you. Xin chúc mừng giai hai, chúng ta sẽ đơn sử dụng một chai rượu nhé. Thứ nhất chúng ta thử thức được cầu vào quần bên trong thì chúng ta hãy xếp thành ba hàng đấu liền nhau. Đội này là đội quân quả, đội này là đội chiến thắng, anh chị biết nhé. Đội này chúng ta thắng trong cuộc này, xin mời các bạn đến từ này, từ bên kia. Rồi xin mời đội.